Sao em về mà có trước? Em đã nói là tặng em một món quà bất ngờ mà. Đi, đi đây em. Ủa anh sao vậy? À, không có gì đâu, em mới đi về mệt ra nằm nghỉ xíu ấy. Đi chơi có mệt à? Không. Em, anh đói bụng quá, hay là mình đi ăn gì đi? Ok. Nãy anh vội mở cửa cho em quá, anh mặc áo trái rồi nè. Em chờ anh xíu, anh lên anh thay đồ rồi xuống mình đi ăn nha. Ok. À, anh cho anh mượn chìa khóa không? Em ra xe ngồi trước nha. Đi ra. Sao lại là mày? Tại sao là bản thân của tôi? Không phải vậy đâu em, anh chỉ tới chơi thôi. Chơi hả? Chơi giờ gì? Trốn tìm nó là thổi bong bóng. Vì tao yêu anh ấy quá nha. Tôi xin lỗi mày. Mày thương là có thể cướp chồng người khác sao? Cũng này đâu mày. Ai bị mày quá giỏi giang, đánh mất trụ cột trong gia đình của anh ấy, nên ấy mới tìm tới tao, tìm một ai đó để được che chở cho họ. Anh vẫn còn để ý chuyện đó sao? Em cứ tưởng á là chúng ta yêu thương nhau là đủ rồi, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để đến với nhau. Bây giờ anh nói lý do là em giỏi nên anh có quyền ngoại tình sao? Anh xin lỗi là anh không tốt. Em cho anh một cơ hội đi. Anh không thể nào mà sống thiếu em được. Không còn một cơ hội nào nữa. Cút ra khỏi nhà tôi.